tinh sợi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột này vào. Các bạn bỏ cho mình một ít sữa tươi các bạn nha. Một ít sữa ống thọ. Cho nó ngọt cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dừa này vào để chúng ta sẽ làm cái phần nước luôn các bạn. Chúng ta phải cho cả nó cái bột của nó ra đều nhá. Bây giờ mình sẽ cho chiên luôn các bạn này. Mình sẽ chiên cái phần bánh dừa này luôn nhé. Bánh sợi dừa.
đây vậy em đang bỏ bàn nó luôn con. Con mẹ đi, con ăn đi. Con mẹ ơi, con đi cho mẹ làm việc. Ai? Em mà lính thế là hấy. Cho mẹ làm việc khóc. Ây giời ơi. Vậy mình đã xong món bánh dừa rồi mẹ các bạn ạ. Ơi, mẹ con lại con mua tủ. Anh em biết rồi. Bây giờ nhá. Bây giờ mình sẽ cho anh mấy con thịt đồ và bơm bớt cả. Như vậy vài phút đơn giản thì chúng ta đã có một món bánh dừa rồi các bạn này, rất là đẹp mắt và rất là thơm ngon. Thì các bạn có thể sử dụng cách làm của mình để làm được một món bánh dừa như thế này các bạn nhé. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Vale.